Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt kỷ lục mới với hơn 732 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, là tiền đề để Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% trong năm 2023. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 732 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 371,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với năm 2021, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao là tăng 8%. Cũng trong năm 2022, ngành nông nghiệp xuất khẩu đạt trên 53,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với năm 2021. Ngành nông nghiệp tiếp tục có 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, 7 sản phẩm và nhóm sản phẩm có kim ngạch trên 3 tỷ đô la Mỹ, gồm gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, cà phê, gạo, cao su, rau quả, hạt điều. Nhiều loại trái cây của Việt Nam đã thâm nhập được những thị trường khó tính như nhãn, vải, đã được xuất khẩu trực tiếp sang thị trường EU, Mỹ, Nhật, xoài, chanh leo, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu, chiếm hơn 86% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành năm 2022 là khoảng trên 3%. Như vậy thì chúng tôi mới kiểm nghiệm lại thì giá trị thặng dư là khoảng 10 tỷ đô la cho năm nay. Đây là cũng một cái thành công rất là lớn. Trong này có cái sự hỗ trợ đắc lực của các tham tán thương mại ở các nước. Trong việc tháo gỡ thị trường thì mới đạt được cái kết quả này. Có thể đây là một cái kết quả nổi bật. Các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ tăng trưởng ở mức cao là yếu tố chính đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, nâng thứ hạng về năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam. Theo cái kim ngạch số liệu kim ngạch xuất khẩu da giày mới nhất hiện nay thì chúng tôi đánh giá là cái chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 là ngành cũng đã đạt khoảng 27 tỷ đô la xuất khẩu và tăng trưởng đến hơn 30%. Thì đây cũng là một trong những thành tích vượt cái kế hoạch đặt ra của toàn ngành da giày. Kết quả đạt được của xuất khẩu năm 2022 thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành hàng, tháo gỡ các rào cản thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới xuất hiện nhiều biến động bất thường. Năm 2023, ngành công thương đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6% so với năm 2022 và tiếp tục duy trì cán cân thương mại có xuất siêu. Thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh mở rộng, đi đôi với chú trọng phát triển thị trường trong nước, sẽ là cơ sở để hướng đến mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2023 đạt 54 tỷ đô la Mỹ. Ngành thủy sản đạt mục tiêu tổng sản lượng đạt khoảng 8,74 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,58 triệu tấn, nuôi trồng 5,16 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Đối với ngành dệt may, năm 2023 dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, những dấu hiệu khởi sắc trong năm nay vẫn rõ nét. Vì vậy, dự báo xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ước đạt 45 đến 47 tỷ đô la Mỹ nhờ duy trì đà xuất khẩu sang các thị trường truyền thống và mở rộng thêm nhiều thị trường mới, đặc biệt là các thị trường có FTA. Ngành công thương cũng đặt mục tiêu đạt chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng từ 8 đến 9% so với năm 2022. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5%. Dự báo năm 2023, tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường bị thu hẹp, đơn hàng cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA đã có hiệu lực để mở rộng đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất khẩu. Phát triển của ngành da giày trong những năm gần đây thì ta thấy mức độ tăng trưởng là từ 10 đến 15%. Thì với cái kịch bản thấp thì chúng tôi vẫn hy vọng rằng ngành da giày
sẽ tăng trưởng ở mức 10%, còn đối với kịch bản cao thì có thể từ 12 đến 15%. Và như vậy là cái tổng kim ngạch xuất khẩu của năm tới là khoảng 28 tỷ đô la, là một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho năm 2023. Đối với ngành da giày thì chúng ta biết là cũng tham gia khá lâu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, và khi chúng ta tham gia vào cuộc chơi của các FTA thì chúng ta phải tuân thủ các cái điều kiện đặt ra. Và chúng ta biết rằng các cái thị trường xuất khẩu đều là các thị trường từ các nước phát triển. Vậy thì đối với doanh nghiệp của ngành da giày, đầu tiên, trước tiên là các doanh nghiệp sẽ phải cập nhật các cái thông tin. Hai nữa là chuẩn bị các cái năng lực để mà nâng cao cái tính tuân thủ đáp ứng. Thì nó có hai mặt, một là về đội ngũ nhân lực, thứ hai nữa là về cập nhật các cái thông tin thường xuyên để đáp ứng các cái yêu cầu này. Các FTA bao gồm cả CPTPP, đó là một cái cơ chế mà để cho một cái môi trường, một cái điều kiện tốt cho cộng đồng các doanh nghiệp. Tuy nhiên rằng là cái tình hình hiện nay vào cái quý 4 của năm 2022 và đặc biệt trong thời gian ngắn tới thì những cái tác động của lạm phát, đặc biệt là những thị trường lớn trong của thủy sản của chúng ta thì đã có những cái dấu hiệu nó khiến cho cái sức tiêu dùng nó giảm đi rất là rõ rệt. Đơn hàng của các doanh nghiệp cũng giảm đi rất là nhiều. Thì chính cái này nó cũng tạo ra một số những cái thách thức khó khăn cho doanh nghiệp trong cái bối cảnh hiện nay, từ vấn đề về cái giữ ổn định cái nguồn lao động, nguồn nguyên liệu và đặc biệt nữa cả vấn đề về cái tiếp cận vốn. Thì đấy là những cái mà sẽ khó khăn trước mắt cộng đồng doanh nghiệp xác định sẽ từ quý 4 và ít nhất là cho đến hết quý 1 sang năm. Mỗi cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà mở ra thì bao giờ những thuận lợi nó cũng đi kèm với song hành với lại những cái thách thức rất là nhiều. Một số những cái hãng lớn mà họ thường tổ chức sản xuất ở các cái thị trường truyền thống như là Trung Quốc thì hiện giờ cũng đang dịch chuyển sang Việt Nam. Kể cả Apple, kể cả thậm chí một số những cái nhà sản xuất điện thoại thông minh bản địa của Trung Quốc như là Huawei, Oppo, Vivo cũng tổ chức những cái nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Thì do đó là ngành điện tử thì thêm đơn hàng. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn đánh giá là ngành điện tử, doanh nghiệp điện tử, đặc biệt là nội địa là vẫn gặp không ít khó khăn. Và trong cái bối cảnh là bị siết chặt cái room tín dụng và cái khả năng tiếp cận cái nguồn vốn vay cũng như là lãi suất tại thời điểm này nó quá cao. Lạm phát thì cũng như là cái chi phí logistics của khắp nơi trên thế giới đều đang tăng cao, đẩy cái giá nguyên vật liệu cũng như là chi phí vận chuyển, vận tải tăng cao. Thì nó cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến các cái đơn hàng của chúng tôi. Năm 2023 thì chúng ta phải tối ưu hóa cái chất lượng xuất khẩu. Chúng ta tối ưu hóa được cái cơ hội để đi sâu các cái sản phẩm nông sản của chúng ta, kể cả sản phẩm tươi lẫn cả sản phẩm chế biến. Đấy là cái nhiệm vụ rất là cấp bách. Và để đạt được điều đó thì chúng ta phải tập trung sâu vào cái việc mà tổ chức sản xuất đạt chuẩn, nhất là cái khâu mà nâng cao giá trị thông qua chế biến sâu, thông qua cải thiện cái hạ tầng logistics và cải thiện cái hạ tầng thương mại để làm sao mà tạo mọi cái đường dẫn xuất khẩu của chúng ta, giảm thiểu cái chi phí giá thành. Thứ hai là kiểm soát được cái khâu giảm tổn thất sau thu hoạch để giảm thiểu được mọi cái chi phí có thể diễn ra trong cái khâu trung gian của quá trình phân phối nông sản. Và cái thứ ba nữa là phải làm sao tất cả các chính sách về tiền tệ, chính sách về vốn giúp cho các cái hợp tác xã, bà con nông dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng hấp thụ được vốn cho đảm bảo được một cái sức khỏe tiền tệ, sức khỏe tài chính đáp ứng cho cái nhu cầu kinh doanh và nhu cầu vốn lưu động của kinh doanh nông sản. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023, Bộ Công Thương đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó sẽ tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành nhằm gia tăng năng lực sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu nguyên nhiên liệu vật liệu, phụ tùng, linh kiện, phục vụ cho sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và ngành công thương nói riêng. Do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại, các rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực vẫn chưa thể kết thúc sớm. Bảo hộ mậu dịch, căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thì ngày càng tiếp tục gay gắt. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài sẽ khiến cho nguồn cung và giá cả năng lượng tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Sức ép lạm phát, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao.
Các thị trường xuất nhập khẩu lớn, truyền thống thì đang bị thu hẹp. Việc tiếp cận thị trường và nguồn vốn của các doanh nghiệp tiếp tục có những khó khăn. Để kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém thời gian qua, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 được giao, ngành công thương sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu, đó là tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các chủ trương chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp và thương mại. Trong đó, chú trọng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh triển khai các dự án phát triển công nghiệp thương mại, nhất là các dự án trọng điểm để sớm đưa các dự án này vào hoạt động, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của đất nước, chia sẻ và hỗ trợ thực chất các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng quản trị, hình thành các chuỗi cung ứng về vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở ngoài nước, góp phần hỗ trợ cho các địa phương, các doanh nghiệp trong việc khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để mở rộng và đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng cũng như là các mặt hàng xuất nhập khẩu. Trong năm 2023, để không bị loại khỏi cuộc chơi bởi các tiêu chuẩn cao về môi trường và xã hội do các thị trường nhập khẩu đặt ra, xuất khẩu của Việt Nam cũng cần thay đổi tư duy, quan tâm tới tính xanh của chuỗi cung ứng và tính xanh trong thương mại quốc tế. Nếu như trước đây, tiêu dùng xanh chỉ được nhìn thấy ở phân khúc cao cấp, thì nay trở thành yêu cầu phổ biến trên mọi phân khúc, mọi thị trường đối với hàng hóa nhập khẩu. Bản chất của các quy định nhằm đảm bảo mọi mặt hàng đều không gây rủi ro cho môi trường, người dân và chuỗi cung ứng. Với Việt Nam, việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh không chỉ là lựa chọn tất yếu mà còn là cơ hội để trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực, bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới, góp phần hiện thực hóa chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26. Hy vọng với những mục tiêu trong năm 2023, những giải pháp đồng bộ, những quyết tâm chính trị của toàn ngành, xuất khẩu của Việt Nam sẽ lập nên những con số kỷ lục mới.